Người đàn ông này là Nguyễn Văn Ân, 36 tuổi, ở thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, theo thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ân đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cáp viễn thông trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Đến khi Ân thực hiện vụ trộm cáp viễn thông thứ sáu vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm 2020 tại đoạn đường liên xã Thủy Tân, Thủy Phù, Thủy Lương, thị xã Hương Thủy thì bị người dân phát hiện tri hô. Ân bỏ chạy để lại hiện trường phương tiện gây án cùng chiếc xe máy của mình. Không lâu sau đó, anh ta bị cơ quan công an bắt giữ và Ân đã thừa nhận hành vi gây án của mình với cơ quan công an. Sau khi cắt trộm cáp, Ân đốt lấy lõi đồng để bán phế liệu lấy tiền tiêu xài cá nhân. Mỗi lần bán phế liệu thu 2,5-3 triệu đồng hiện ân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương thủy khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản